chia chuẩn đấy, đá chân thôi. Sau đầu tư anh cái này. Ok, cái này tăng lên. Anh cũng chơi mấy anh em vui mà. Anh kiểu mấy anh em có kênh riêng. Anh Hậu ơi, anh mặc áo anh Văn như vậy à? Xé áo đi. Cởi áo ra anh Hậu ơi, cởi áo ra anh Hậu ơi. Xé áo đi. Thank you.
xuống rồi. Chết đấy mẹ chịu chết cái con vợ này rồi. Sau em còn này. Cái gì vậy? Hai anh em diễn gì đấy? Đoán á? Trên còn này anh ơi, trên còn. Bột. Chịu được ấy. Tiến lên. Ê! 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 Ê!
xuống, kéo về em. Shh.
Sau đây anh Vân ơi. Được ơi, mất 30 rồi. Hai anh ơi. Chú hỏng. Chú. Được rồi. 4-1. Được rồi. Ờ, em không lấy 5 bàn à? Không. Lấy 5 bàn đi ăn chó chứ. Tiến ơi nhanh. Tùng ơi xin.
ra. Người Thái nhỉ, đúng cái thằng gì nhìn giống Thái, người Thái kiểu kiểu anh đang bảo nó giống giống kiểu vậy, giống mình người Thái Lan ấy, dân dân tộc Thái mà, dân tộc Thái à, cái lò leo cái gì đấy đúng không, này đã trung vệ Hà Nội Bu đội của ông Tây anh. Đây ngay bên này đúng không? Đúng rồi, anh nhìn nó bảo anh bảo nhìn nó con quem. Em cũng đã rồi đấy mà. À đấy bu đấy. Anh nhớ là anh hay bắt đấy mà. Rồi. Anh hay bắt mà. Con đá cả giải giết luôn. Có vẫn đá anh ạ. Đợt này bắt đầu đá lại giải lại rồi anh ạ. Đợt này đầu tư mạnh hơn. Mạnh hơn. Con số nó đông hơn. Cái đấy là ngày xưa là anh làm đấy, cuối cùng là về sau là anh để lại cho thằng Vũ nhà anh làm đấy. À. Anh đi Hàn Quốc ấy, anh tập huấn bên đấy với ở dạy bên đấy. À. Vâng. Vâng. Về sau Vũ là. Ơi. Thua bọn nó chín luôn. Vâng. Hôm ở sân Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ anh bắt mấy trận thì bắt nhiều, anh còn bắt cả giải của nó mà, thôi. Cả giải luôn. Ừ, cái giải cái trận hôm cuối cùng là bắt của xong đội em đấy, xong là anh nghỉ đấy. À, xong anh ra đi Hàn Quốc à? Là hôm sau về là ông thầy của em ông bảo bay về nước hay cái gì đấy đúng không? Đúng rồi. Thi thoảng nó về nước. Còn đội còn bên cái bản đang có bốn nào. Quanh đây có bọn anh. Quanh đây em gặp anh suốt. Đấy. Chặt luôn, chặt. Này. Hết vào đi.
Mày có. Thằng này ghi bàn kinh nhỉ. 4 tháng chỉ là con số. Có bữa ăn sáng thôi. Anh nhớ to lên để về em cắt này. Mai có bữa ăn sáng, này kèo vân vân là ghi bàn có bữa. Sao ghi bàn trước được 30 à? Mai nè. Mai anh em ăn phở. Mai đội người ta thiếu người đá nhạt không nhỉ? Ờ họ ăn đâu. Mà cầm bóng mà chơi công làm gì, thắng cái 4 năm quả rồi vào lại đau. Mọi hôm là họ cứ hai đội bên ngoài. Tức về rồi. Lần này gặp đội này là bọn em cứ 2 tháng là gặp lại lần mà. Lần thứ tư nữa năm rồi. Gặp rồi. Lần thứ tư năm rồi. Đội đủ rồi, đội chuyên phổi đó. Đâu? Trời ơi, phổi to luôn đấy. Anh đang làm giải phổi cho ba anh ấy luôn đấy. Giải đấy. 81 Thay người, em vào. Thay người. Ai có biết gì bàn không? Đưa bàn nhá. Gì bàn à? Thôi chơi đi. Bóng đang phát rồi, chơi đi. Hai, bốn,
lại trước đây anh ơi. Từ đôi. Cái kịch bán của anh Hành sang bên này thôi, bọn mới đi sang bên đấy là dở rồi, đi đấy là bà góc chết bố rồi. Chết là chọn đường to mà đi, ai cái đi vào cái đường tắt làm gì. Mẹ nó ra cái vai bóng nó vỡ mặt. Đẩy anh ơi. Vai đâu? Chậm xanh bật ra. Ấy à? Kinh nhỉ. Nào ơi, lại hôi nhưng hậu rút cây. Hậu Rút. Thằng khung người động đi. Thằng khung này đi lấy em 5.000 nhá. Không màu gì á? Không mang thì mặt đây tí gửi xe à? Ơi. Cái xà 3 mét thì để bấm không? Nghỉ ngơi uống nước nha. Người ta bia hết mặt em rồi, em không nhìn thấy thì cả ngày em làm gì có bóng. Khi người ta đứng đây rồi nhưng mà một em ăn ra biên, hai em vòng mặt sang góc kia em chơi. Em cứ đứng như này, em đi như này thì bao giờ mới có bóng ở góc đấy được. Em cứ chạy sang vòng kia, sang vòng về bên này cho anh. Không nghĩ là họ quay được, anh phải ra hỗ trợ họ xuống biên. Quả đấy em phải giạt biên thì em mới xin được bóng của họ chứ. Em giạt vào hậu vệ họ hay lòng. Thì quả đấy anh phải giạt ra, thì em vừa giạt ra thì họ lại quay được người. Quả đấy là Tiến ra phát được mình nhà nhưng mà Tiến nó cũng... À không, hả? Tiến ra hai nhà được nhỉ? À, nó biên. Thế là cái nói to cả lúc nào cả nói giả vào mình mà thế thì mình đi về luôn. Thật mình thế mình đi về luôn. Vân đá là giúp quá anh. Đây chiều ơi. Anh giữ đồ ấy à? Giữ à? Sách à? Là đúng không mà. Cái bảo này anh chưa đủ đồ nguyên liệu. Anh bảo dẫn bạn cho em chơi tí, em vừa vạ thì ghi bạn rồi. Chớ thì còn đấy, vừa em say, không nào được. Vừa say qua nó quay. Tôi tưởng nó quay em mà phải đây chứ. Chứ không đi của đấy thế mà em hất đấm ra. Đấm ra là chuẩn hơn. Đấy, nhớ có đúng được đâu. Đây này. Thôi chứ. Nếu mà lỡ mà hất mày bóng khó.
khi ông chỉ cần đẩy một phát đấy, ép một phát là ông cũng phải truyền cho ai nữa rồi. Cái bài đấy gọi là cái bài chết đấy. Mẹ người ta để hẳn hoi, để nhẹ nhàng mà người ta vứt, người ta bao giờ người ta vứt như này đấy, người ta vứt. Cháu biết phân biệt vứt như để.
ông dám mất từ thẳng đầu gối này đấy. Ông dám ông tác dụng gì vậy? Giữ lông chân. Bảo lông chân. Giá nó chỉ vừa bắt kéo lên cần kéo rồi thì là sau thôi. Giá nó để nó giảm lực tác động lên dây chẳng thôi. Giống như em lần đá trận khai mạc giải đấy. Đâu đi chẳng mà anh đang đau à? Anh đang đau à? Đâu đi chẳng mà? Thì giống rồi, đã dán băng là phải dán, không dán là không khó. Bỏ đúng một trận không dán, cả chấn thương được là bị dán. Đâu, dán thẳng thì. Người ta bị dán kiểu này nè. Dán vòng bên đây. Người ta bị bắt chéo cái này sang thẳng bên này nè. Thế là hai đường chéo là được này nè. Chéo nhưng mà lối, chéo nhưng mà nó hay bị bóng. Tao kéo căng dây là được rồi. Cho thêm
nó còn một khóa nữa, nó còn một khóa thiết bị thì mình cứ bảo đổi sang khóa TikTok ba nữa. Kéo lên nào, kéo lên luôn. Ui, bạn ơi đừng chuyển thế mà. Đừng chuyển thế, xe tôi. Nó đang học khóa TikTok. Anh Sang ơi, anh Sang ơi. Anh thử vô rồi.
Ê, giống thằng đỏ, vừa kêu xong. Nó vừa kêu quay xong. À, chạy cao lên cho giữa rộng này ơi. Đấy, 9 giờ kìa. Mấy giờ rồi đấy? 37 rồi. 37 à? Anh có làm 15 phút cuối thì vừa làm thôi. Chạy nhật đi Hà ơi. Chả chạy đi, nó còn gì nữa. Tháng đáo một chuyện thì chả phải chạy. Tốc độ, tốc độ. Tốc độ sức mạnh. Còn mẹ nó cứ nó dìu những ba nhịp mà ba nhịp đẹp quá luôn ấy. Yeah.
cửa hàng về giật giật tất. Tất chưa thủ một cổ dày dã hết. Anh đi đôi này mới đâu. Tốt em ơi. Cẩn thận đấy. Em ơi, bỏ đây em ơi. Anh Vân ơi. Cho cô chơi nào. Cô nào, chơi chơi thôi. Ôi. Vân ơi, trượt thẳng người vào. Quả đấy đang khỏe để điện thoại quá không độ loại của đấy ghi bàn đẹp quá. Em mấy giờ anh? Ờ 4:05 rồi em. 4:10 Anh cảm ơn. Anh cũng vui lách mặc vào. Em áo này. Bỏ đi vui thôi. Số đá anh à? 3-5. xúc bảo ấy. À, có đấy em không? Có đấy. Đang để điện thoại. Ôi trời ơi, quả của em hà lét quá. Đẹp ạ. Lét lắm mà ơi. Tốt rồi em ơi, đá đi, tập trung vào. Tập trung ai, đội bạn phản công gai. Ui. Tập trung gai. Thầy em ơi, tập trung vào. Đứng đi, đứng đi, đứng đi. Này em ơi. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê.
Nào vào nào, anh em nhìn nhau giữa kìa. Bố Hà ấy đâu chỗ này ơi, áp sát thế được ấy. Thổi làm ra được có bóng anh treo đúng luật làm sao em thổi được. Ông sai em thổi chứ. Ông ấy nếu mà trừ khi giật trỏ hay cái thứ nọ kia rồi thì nó là lỗi. Có bóng xong, giã cả tay rồi. Ôi, có ngay em ơi, xe thôi. Nam kìa, Nam ơi, không lùi em ơi, dưới có rồi. Đủ rồi kìa. Ôi đủ, em lùi này. Bắt con à, Văn ơi. Trước đá bóng thì công ty thì anh gì nữa. Quả mấy thằng em báo đời nữa còn gì nữa. Anh Hải hay anh nào vậy? Anh Hải hôm trước không có anh thì cái đá dễ hẳn. Đá có anh Huỳnh thua ba điểm, không có anh Huỳnh còn hòa. Vào nó xe lại đúng không? Ăn luôn anh ơi. Từ anh ơi. Văn. Tốt. Tốt đấy. Được rồi, rồi giữ bóng lại. Giữ bóng lại em ơi, tôi nghe tài thổi rồi. Kia, sáu này. Sau cột 2 thôi. Ăn tiền. Nếu không ăn thì mình bị vẻ đã giải. Bị vẻ đã giải. Anh đang dạy bóng đá cho gì. Mấy ạ, có đấy phải tham gia gần nhất nhiều em sau mỗi lần vừa mới đi về đây gần nhất nhiều. Áo bàn tranh thủ về sân đi. Em ơi, từ từ thôi. Từ từ em ơi. Nó chỉ thua Quỳnh ở cái lực sút thôi đúng không? Anh thấy lực lực sút của em tốt hơn. Thằng nào này? Thằng nào mới căng bắn như bắn chim? Bắn rồi là chân trái thôi, nó không đá được chân phải. Chân phải. Sao phải đang đầu? Em đá là hô hào anh em tôi chứ đá sao bằng con này được? Nhanh lắm. Hết. 2-2.
khóa rồng Hòa Phượng. ACB thì em cũng đá bên không được rồi. Tiến ơi, Tiến ơi, bỏ đi Tiến ơi. Tiến ơi, đá lị. Bỏ đi Tiến ơi. Ừ, thì ngày xưa anh chả đá đấy. Đá 8 năm ở đấy. Em tưởng là chúng mắc cho những ngày đá Điền Kinh. Nhất. Chỗ tối các đá ra anh nữa. Mình xin đá FC Tràng An đá 8 năm rồi. Tràng An rồi đi. Đúng. Em chẳng gặp em 2-3 lần. Em không còn đối đầu với em nhiều. Em không để ý lắm. Tại vì thực tế là đầu tiên này là anh đá cánh như này. Nhưng mà về sau là đổi mọi yếu với ạ. Anh em cũng mới để cho anh để đá anh. Cẩn thận chân, đứng lên khỏi xong.
Nam nó sút nhanh quá anh ạ. Nhìn thấy nó sút như đéo chạy được quả đấy. Biết nó sút thì nó không chạy được cơ. Mình tiền đá cái gì đây? Không nghề. Tiếng 3 phút rồi anh Huỳnh ơi. Anh Huỳnh. Anh Huỳnh ơi. Phải bắt từ bốn đấy. Tiếng 3 phút rồi anh. Đây. Anh ơi. Được rồi, có tài. Bình tĩnh thôi. Tiến ơi. Nghe mồm lại làm. Đây đi Tiến ơi. Đây giờ làm đây chuyện cho. Có thẻ. Nhóc. Nhóc vào má ngoài nhỉ? Mất cái chỗ chỗ rồi. Chân trái nó tốt hơn. Anh thấy bây giờ nó đá thật phải mấy đúng. Nhưng trước nó thuận phải anh. Anh là em lúc đấy em tự sẵn sàng thôi. 3 lần đá thì cũng là từ lúc đấy em đi chụp được. Nào, đi nào. Các đội lên sớm từ 9:30 đến 21:00. Ai giả? Không được hết. Anh Huỳnh. Mặc áo anh giống ông Kiên nhỉ? Lối đá giống ông Kiên. Đây là bạn của đường anh tin anh kẻ đá bóng trời ra rồi. Nhảy dây à? Đưa Hay quá.
Ôi, anh Vân ơi, chủ quan quá anh Vân ơi. Thì em xin Zalo anh nhá. Đây lấy luôn. Nhớ em điện thoại quay. Các đồ dùng ở tận đường. Đây lấy luôn đi. Đây điện thoại em đang quay. Anh đợi tí. Hết rồi. Đây anh.